Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì bên Giang Nam Audio lại về thêm một cặp loa của Anh Quốc, cặp loa BVK model là CDM1NT. Và cũng là cặp loa này thì trong cái tháng này em đã bán được 3 cặp như thế này rồi, cũng đều là full thùng xốp. Và khi em bán thì anh em để ý cái số series ở trên loa là anh em hiểu, chứ không phải là có không nói rõ như thế để anh em khỏi nghĩ là em có một cặp loa cứ bán đi bán lại thế cho nhanh. Và trong cái tháng này thì em đã bán 3 cặp như này rồi, nói chung là hàng quá tuyệt vời luôn, nó full thùng xốp và nó đẹp như mới, hàng em ship từ Nhật về anh em nhá. Và đây là cái cặp này là cặp thứ 3, và hôm nay em lại mới về chiều nay nhưng khách cũng đã chốt nữa rồi. Thì em lại cũng lên để test một cái video để cho nó yên tâm để gửi cho khách. Cái hàng này thì không phải suy nghĩ nữa, nhưng mà vẫn phải test để giới thiệu với anh em. Và anh em đừng quên bấm nút đăng ký màu đỏ ở dưới video này nhé, để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em về. Và sau đây em sẽ đi vào phần test chất âm của nó, mời anh em nghe nhé. Dù nỗi buồn của bạn mang màu sắc nào, thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những niềm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Thank you.
lời mẹ hiền dung con nhớ. Cái cặp loa này thì em xin phép được test như vậy thôi, bởi vì cái loa nó còn full cả thùng xốp, cho nên là và loa nó đẹp như loa mới ấy, thì cũng không cần phải test nhiều lắm làm gì. Nhưng mà tiện qua cái video này thì em cũng xin phép giới thiệu với anh em một phần là sắp tới đây khoảng ngày mai hoặc ngày kia gì đấy lại có một cặp nữa về, là cái cặp cũng là BVK nhưng mà lại là model là CDM1, loa trơn anh em nhá, và màu cherry, màu nâu đỏ ấy, màu cherry rất là đẹp. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em chịu khó chờ 1-2 hôm nữa là em nó về. Thì cái cặp đấy thì giá sẽ mềm hơn cái cặp này, nhưng mà cặp đấy cũng rất là hay anh em nhé. Và anh em cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0974 086 286, như cái số điện thoại chạy trên màn hình anh em nhé. Đấy, và em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Điện thoại của em đang chạy trên màn hình đấy ạ. Đấy, xin cảm ơn tất cả anh em nhé.